Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau download hàng loạt với Google Drive. Các bạn vào trang kinhđọc.com, chúng ta sẽ cùng nhau load thử. Tôi bấm vào Amodel và mở trên tab mới. Chúng ta chuyển qua tab mới luôn. Ví dụ tôi thích buồn bếp này, tôi nhấp chuột trái vào. Đồ khá là đẹp và tươi mát. Sau khi vào trong rồi, chúng ta bắt đầu chép dòng này qua đây. Các bạn nhấn chặt chuột trái và kéo qua bên này để xem đến phần sharing ở đây. Chúng ta chép ngược từ đây trở lại, nhấn chặt chuột trái và kéo qua. Tôi copy. Các bạn bấm qua phần BF upload này. Các bạn chú ý trang này nhé. Tôi sẽ lưu đường dẫn trang này. Các bạn chuột phải vào đây, chúng ta dán và bấm go. Trang sẽ tự lách link như chúng ta. Chúng ta chờ trong giây lát. Sau khi có rồi, các bạn bấm copy. Bây giờ chúng ta ok đóng lại. Sau đó chúng ta bật phần mềm tăng tốc download lên. Các bạn vào phần test này, add path from clipboard, thì chương trình sẽ tự nhận và lấy các file trong thư mục đó về cho chúng ta. Các bạn chỉ thật đơn giản thôi, bấm vào chạy on và chọn một đường dẫn để lưu tất cả các file này. Tôi bấm vào đây. Ví dụ tôi lưu ở thư mục download và đợi các file đọc hết đã thì chúng ta sẽ bấm ok. Sau khi các file đã đọc xong từ trên xuống dưới rồi, các bạn hãy chú ý điều này, không thì chúng ta sẽ loát thiếu. Tôi chọn thư mục down và bây giờ chúng ta bấm vào ok. Ở đây hỏi chúng ta có star, tức là chúng ta có thể cho vào chế độ tự động down hay không. Tôi tạm thời bấm don't show again và ok đóng lại. Bây giờ tất cả các thư mục của chúng ta đều ở đây rồi. Các bạn chuyển qua phần hẹn giờ để down này. Tôi bấm vào đây. Qua phần này thì tất cả các file ở đây đều có rồi. Các bạn ấn định down bao nhiêu file một lúc. Ở đây tôi chọn 4 và chúng ta bấm start now. Close đóng lại thì tự động phần mềm sẽ download cho chúng ta. Các bạn thấy rõ không nào? Down xong thì chúng ta đã có toàn bộ volume ở trong một thư mục rồi. Còn bây giờ tôi tắt đi. Các bạn chú ý nhớ trang này và cách tôi vừa thực hiện. Đây là cách chúng ta download hàng loạt với Google Drive.